Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi xoáy tin với nội dung Mai Phi Long. Thưa quý vị, ngày hôm thứ Hai vừa rồi, Liên Hiệp Quốc đưa ra một cái báo cáo về vấn đề khí hậu toàn cầu. Đây là một cái bản báo cáo dài 3.500 trang, đưa ra nhiều cái đề mục khác nhau. Và trong báo cáo này là sự góp mặt của hơn 200 nhà khoa học đến từ 60 quốc gia và đã nghiên cứu trên 14.000 cuộc nghiên cứu khác nhau, đưa ra một cái tổng kết. Và cái tổng kết của cái báo cáo về tình hình khí hậu thế giới này được Tổng thư ký của Tổ chức Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres gọi rằng đây là báo động đỏ cho nhân loại. Báo cáo này đưa ra những cái chuyện gì và ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của con người trong tương lai? Đó là chủ đề ngày hôm nay anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị. Xin chào ông Đỗ Dũng. Chào anh Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Trong cái bản báo cáo này, ở tụ chung nói rõ là con người đang hủy diệt trái đất, đặc biệt làm cho trái đất nóng dần lên. Và họ cảnh cáo rằng hai cái thứ, thứ nhất đó là carbon dioxide, thứ hai là chất methan, chính là tác nhân chính tạo ra những cái gọi là thảm họa cho nhân loại. Và nếu xã hội toàn cầu tiếp tục sử dụng những cái loại năng lượng tự nhiên như thế này thì trái đất sẽ tăng lên khoảng 1.2 độ C trong thời gian tới, và có thể tăng lên đến 1.5 độ C luôn. Và tới năm 2050, con số này có thể tăng thêm 2 độ C chứ không phải 1.5. Tức là mức thấp nhất là 1.2 độ C, trung bình là 1.5 và cao nhất là 2 độ C. Thưa quý vị, quý vị thử tưởng tượng bây giờ nếu trái đất nó tăng lên, nó nóng lên khoảng 2 độ C, nó nhìn 2 độ C không bao nhiêu cả. Nhưng mà thực ra nó có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể chúng ta. Chúng ta sẽ có thể là gắn máy lạnh, hoặc cho mặc ít đồ đi, hoặc không mặc đồ, vân vân vân, chịu được. Nhưng cái môi trường của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì cây cối, bởi vì nguồn nước nó không có điều chỉnh được như chúng ta, nó không được điều chỉnh được như cơ thể chúng ta. Đó, thì đó là cái điểm chính của cái bản báo cáo này. Điểm chính thứ nhì của bản báo cáo này nói luôn cái cách duy nhất mà có thể làm cho trái đất này không nóng nữa hoặc là nóng ít đi là chấm dứt ngay cái việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Càng sử dụng, trái đất càng nóng. Và bản báo cáo này cũng nói luôn là không thể làm cho trái đất không nóng được. Và người ta hy vọng bản báo cáo này sẽ là cái wake up call, một cái làm cho con người ta thức tỉnh để làm sao mà trái đất không nóng quá. Bây giờ họ bảo là không thể nào mà làm sẽ không nóng được rồi. Không thể nào ngưng tất cả mọi thứ, bởi vì con người ta cũng chết. Người ta vẫn sống, dân số vẫn tăng, nhu cầu sử dụng năng lượng vẫn tăng. Người ta chỉ yêu cầu làm sao cho cái mức độ nóng này nó đừng nóng quá. 1.2, 1.5 hay là 2 chấm, tùy theo con người chúng ta. Đó là các bản báo cáo này đưa ra như vậy. Thì trong đây có một số cái đề nghị. Ví dụ như họ nói là nếu mà bây giờ mà ngăn chặn cái trái đất trong những năm tới mà nóng thêm 1.5 độ là điều không thể làm được. Không thể làm được, coi như chịu thua rồi. Nhưng chúng ta có thể làm cho cái sức nóng này tăng ở khoảng đó thôi. Bởi vì nếu không nó sẽ lên là 2 độ chứ không phải là 1.5 độ như người ta dự báo. Trước mắt sẽ là 1.2 độ, sau đó là 1.5 độ, và làm ơn chỉ ở 1.5 độ thôi.
nhiêu đó là còn có thể sống được, còn 2 độ thì coi như là có thể là nguy to, thấy không? Thì để làm được cái điều này, mà báo cáo cho biết không thể ngưng tất cả những cái gọi là sử dụng năng lượng hóa thạch được, nhưng phải giảm tối đa, phải giảm tối đa và phải giảm ngay lập tức, ngay lập tức. Bởi vì nếu carbon dioxide và khí metan tiếp tục thải ra trong không khí, chắc chắn chúng ta, trái đất sẽ bị tăng lên là 2 độ ngay trước năm 2050, và có thể lên 3 độ vào cuối thế kỷ này. Chắc là tôi với anh chết rồi, không lo. Nhưng mà 2050 là mình vẫn có thể sống tới vào ngoài, đúng không? Chúng ta vẫn còn lật lè sống lật lè. Điểm đó. Còn nằm trong lực sinh hồn, đúng không? Vâng. Dạ. À, để cho quý vị có thể có một cái hình dung nó rõ ràng, cái sự tác động khi mà tăng lên 1 độ C nó như thế nào, thưa quý vị. Một cái báo cáo về cái tình trạng sử dụng nước ở tiểu bang California cho biết, khi tăng 1 độ F là chỉ là một nửa độ C thôi anh Dũng. Yeah. Chúng ta tạm dùng là 1 độ C nó có thể giống như 2 độ F. Thì chỉ cần tăng 1 độ F thì cái dòng nước từ... Anh đang nói độ F đó không? Độ F, độ F nhẹ, đó, độ C F nhẹ, độ C à. Đó là chỉ là một nửa độ C thôi đó. Yeah. Thì cái dòng nước sông của nước sông Colorado River là cái nguồn nước cung cấp cho 3 tiểu bang. 4 chứ, 4 à, 4 tiểu bang. Yeah. Colorado, Utah, Arizona và California. Nevada nữa anh, 5 tiểu bang. 5 tiểu bang. Thì chỉ cần 1 độ F tăng lên thì lưu lượng của sông Colorado River nó giảm xuống 10%. Ủa tại sao tăng cái nhiệt độ tăng lên, thì cái lưu lượng của nước nó giảm đi 10%. Tại sao nó giảm? Là vì khi nóng lên thì nước nó bốc hơi. Ừ. Và với cái đoạn đường dài cả 1-2 ngàn dặm như thế, nó bốc lên hơi lên hết. Yeah. À, thì lưu lượng giảm 10%. Rồi bây giờ quý vị tưởng tượng 4 độ. Ừ. Bây giờ chúng tôi tạm dùng cái nôm na đi là 40% lưu lượng mất biến. Ừ. Thì khi nước nó chảy như thế, thưa quý vị, về lại những cái tiểu bang mà Nevada, Arizona, California là Arizona, những cái vùng cuối nguồn này, thì thưa quý vị, chúng ta lâm vào một cái cảnh là không có nước để mà sống. Thì đó chúng ta chỉ nói chỉ là sương sương ở cái vấn đề là nguồn nước, để chúng ta hình dung được, chúng ta cảm nhận được là cái sự mà là vô cùng trắc trở cho cuộc sống của chúng ta khi nhiệt độ nó gia tăng. Mà nhiều người chúng ta không nhận ra chuyện đó. Thì trong những ngày vừa qua, quý vị thấy một cái chuyện là toàn bộ khu vực miền Tây của nước Mỹ, cách đây 2 tháng quý vị cũng còn nhớ, cái vụ cháy rừng ở tại những cái tiểu bang Washington State, Oregon, California, mà chạy sang qua bên kế bên luôn Wyoming, Idaho, cũng bị những cái vụ nóng và gây ra cháy rừng như thế này. Ở phía mà Bắc Mỹ, lục địa Bắc Mỹ, Canada lạnh hơn rất nhiều, cũng bị cháy rừng và bị cái nhiệt độ tăng, cái heat wave nó làm cho mấy trăm người chết. Thì thưa quý vị, đây là một cái sự biến đổi, là bởi vì nhiệt độ của trái đất đang gia tăng giống như các nhà khoa học họ vừa mới nói. Và khi nó gia tăng như thế này, nó tạo ra một cái tình trạng rất là xáo trộn. Quý vị sẽ thấy rằng là trong khi chúng ta, một số những người sống ở tiểu bang miền Tây của nước Mỹ, chúng ta không có nước để xài và chúng ta chịu nóng, thì cùng một lúc ở bên Âu Châu, quý vị nhớ là cái vụ lụt trong tháng vừa rồi ở tại nước Đức, Hà Lan, Mỹ. Một cái vụ lụt mà các chính quyền ở tại nói rằng là giống như là chuyện chưa từng có trong lịch sử, xảy ra một cái ào ạt, cái cảnh mà nước lũ như thế. Rồi cũng cùng lúc này, quý vị cũng còn nhớ cách đây trong chỉ vòng 2 tuần vừa qua thôi, là ở tại bên Trung Quốc, cái nạn lụt nó xảy ra cũng là ào ạt. Những chuyện mà người ta không có dự đoán được. Tại sao nó có chuyện mà vô cùng bất thường? Khu thì quá nóng, khu thì không có hạn hán, không có nước, khu thì là lụt lội, xảy ra một cách điều mà người ta cũng không dự đoán. Thì thưa quý vị, tất cả những cái chuyện này, những cái báo cáo mà của các nhà khoa học đưa ra cho thấy rằng là cái sự gia tăng nhiệt độ nó đưa ra một cái sự xáo trộn. Cái sự xáo trộn nó sẽ diễn ra bởi nhiều, nó sẽ thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Thứ nhất là tình trạng gọi là heat wave, là tình trạng mà là nắng nóng
nó đang xảy ra và chúng ta đang chứng kiến chuyện đó. Và thêm tình trạng khi mà nắng nóng như thế thì đưa ra đến tình trạng hạn hán như chúng tôi vừa mới trình bày. Rồi còn thêm những tình trạng khác nữa, những câu chuyện nó kế tiếp ra sao, những cái hệ quả ra sao trong cái chuyện khí hậu, nhiệt độ tăng như thế này. Xin quý vị tiếp tục với bản tin SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.